bình thường. Tao bây giờ nó phải là đầu biết người đó để dịch cho đồng hương này. Nhớ lần này ngắn gọn nha. Dạ. Mà có thể làm một cái khoảng giữa, tại vì cái mực này nó dễ hơn, làm cái tự nó phức tạp hơn. Rồi, cảm ơn anh. Đọc thư này đừng đánh dấu sẵn. Em Trúc, hiện tại thì em có một cái cái dàn trải nhiều quá, cái người ta tự nhiên bị phân tán.